Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. G Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Ngay bây giờ các bạn thấy cái lỗi màu tím này, các bạn nghĩ tới ai? Titan TV Man đúng không? Chắc chưa? Ok, chắc là như vậy. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem khuôn mặt của anh ấy rồi, có phải không nha các bạn nha. Nhìn lên đây nè. Quay về đây anh trai. Mặt của Titan TV Man gì mà có lỗ mũi bự chà bá cái miệng rồi, nhìn như tụi Skibidi vậy. Thì đúng rồi, đây đâu phải là Titan TV Man bình thường đâu các bạn, mà đây chính là Titan TV Man. Nhưng mà nó là một cái kết khác do fan làm nha các bạn nha. Bởi vì tập thứ 72 của mình vẫn chưa ra mắt các bạn à, và mình không có gì để coi hết. Thế cho nên ngày hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm một cái video Skibidi Toilet, nhưng mà trái ngược hoàn toàn với lại anh Đa Phu, để xem coi là liệu ví dụ như thằng G-Man không bỏ chạy nè, rồi ông tiến sĩ không chết nè, và Titan TV Man thì có thể bị thì sẽ như thế nào. Các bạn cùng nhau bắt đầu video này để coi coi là những chuyện gì sẽ xảy ra nha các bạn nha. Mong là các bạn nhớ để cho video một nút like để ủng hộ cho anh G làm tiếp nha. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới để không bỏ qua bất kỳ video mình tụi mình ngừng like. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi, let's go em ơi. Ok các bạn à, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vô coi Skibidi Toilet, nhưng nó có một cái kết khác nha các bạn. Nhưng mà trước ở video này chúng ta sẽ đến một tấm hình cực kỳ đẹp luôn coi nè. Đây chính là một tấm hình mà bạn fan đã chụp cái bộ mô hình mà bạn ấy được làm Titan TV Man bằng giấy cho mình coi nè các bạn, đẹp không? Wow, công nhận là đẹp thiệt chứ. Không ấy em có thể tặng cái này cho anh được hay không, chứ anh nhìn anh khoái lắm luôn á các bạn. Nhìn nè, bạn ấy làm theo kiểu Minecraft nha các bạn nha. Và nhìn có hộp màn hình TV đồ các kiểu, rất là giống như Titan TV Man cấp 3 luôn. Các bạn thấy đẹp không? Và các bạn hãy chấm điểm ở phía dưới cho mình biết nha các bạn nha. Thì anh Jay chấm cái này là 10 điểm nha các bạn. Bạn nào biết làm cái này á thì cứ chụp hình gửi về cho anh Jay, anh Jay sẽ đăng lên TV cho các bạn như thế này nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu video thôi, let's go em ơi. Yo. Thằng G-Man cấp 8 nè, có vẻ như nó không bỏ chạy thiệt các bạn ơi. Bên đây là Titan TV Man đang quýnh tên tiến sĩ, và có vẻ như tên tiến sĩ hắn ta đã gục rồi. Và nice. Thằng G-Man đang hình như đang tính cứu tiến sĩ các bạn ơi. Nhưng mà Titan TV Man này nhìn công nhận nhìn lạ thì cái chứ, đúng là hàng fan làm có khác. Bắt đầu tiếp nha. Titan TV Man quay qua quýnh luôn. Yeah, được nha. Đau, trời ơi. Quýnh nhau y đùng khói y xèo luôn. Thằng G-Man chống cự các bạn ơi. Và Titan TV Man nó cho nó ăn tiêu nguyên tử màu tím. Mày, ảnh đang cho nó ăn tiêu nguyên tử, anh cầm nó, anh ném xuống cái đùng luôn các bạn. Và anh bay qua, anh quýnh tay ông tiến sĩ tiếp các bạn ơi. Ê, ông tiến sĩ có cái gì gắn ở mũi đây? Ờ, không phải đâu, hình như cái này là con mắt của ổng. Ý là con mắt ổng nó bị văng ở ngoài. Hơi ghê các bạn ơi. Nhưng mà coi nè, chuẩn bị cho ăn một cú đấm. Không đấm, cho ăn màn hình màu đỏ khải quyền. Mày hả tiến sĩ, tỉnh táo trụ tháo cái da luôn. Ui, tháo ống vuốt ra luôn bạn. Oh my god. Và đâm bể màn hình. Thằng G-Man vẫn còn sống và không bỏ chạy. Trời, nó không bảo vệ tiến sĩ tới cùng các bạn ơi. À được. Hai một mình cưng hai hả, ghê vậy. Quá gắt các bạn, trời ơi, bị quýnh rồi, bị nằm rồi các bạn ơi. Cố lên ta là đi men đừng thua anh ơi. Ui ta là speed các bạn đã thức dậy rồi. Mày hả tiến sĩ, cứu anh em. Và tên team men vẫn là châu, đứng lên cân tiếp. Bị ăn đấm nãy giờ mà vẫn sống, wow. Oh my god. Wow. Ở trong phim thiệt á là Titan Demon kết liễu bằng cái tuyệt chiêu là cái đao huyền thoại nha các bạn nha, đồ lông đao đâm vô. Nhưng mà ở trong phim này á là cái kết khác, mà anh ấy sẽ lấy cái loa ra đập vào đầu tiến sĩ. Một cái kết khác nha các bạn nha. Ok, ủa nhưng mà thằng G-Man đâu ta? Chắc thằng G-Man đã bị anh Titan Speakerman xử rồi. Cùng nhau coi tiếp nè. Ủa sao gì mà đang hồi lột? Ê, cái kết này quen quen. Cái kết này là giống như phim của anh Đa Phu. Và tên Titan Man cũng giống nữa. Tiêu nguyên tử màu tím. Ok. Và sao đây? Nhưng mà cái kết này tên tiến sĩ ở bên trong là một con robot giả. Các bạn nhìn nè, có một khuôn mặt con robot ở đây nè. Và tên tiến sĩ này không phải là robot thiệt của ông tiến sĩ luôn, mà chỉ là hình nộm thôi. Anh ấy nói cái câu gì mình không nghe được. Why? Where did mình nhìn thấy cái gì đây?
một nhân vật nữ anime các bạn ơi. Ui, thật là làm cho trái tim Weebu của mình rỉ máu các bạn à. Được được chứ. Ở đây ai thích Weebu, ai thích anime thì để lại cho video một xử số 1 nha các bạn nha. Mình lượng liền cho mình biết nha. Và cũng đừng quên bấm nút like nha. Tại vì mình cũng là Weebu đó. Ở đây, ghi chữ gì đây? Easy là đơn giản. Ở đây ghi chữ uninstall now, có nghĩa là xóa ngay đi. Xóa game hay gì? Chắc xóa phim này khỏi cái đầu. lại quay trở lại. Kìa. Có vẻ như là Titan Cameraman đã nằm gục rồi các bạn ơi. Và tên Speed Cameraman thì đang khóc các bạn à. Mình nghe tới giống như tiếng khóc vậy đó. Chuyện gì xảy ra đây tên TV Man? Anh làm gì vậy? Và anh ấy đã đưa cái tay ra để kích hoạt thì chiêu dịch chuyển trở về căn cứ cho hai người đó về căn cứ với nhau. Các bạn thấy tình Speakerman thương anh ta tình Cameraman không? Ôm vô được cách tiểu rồi nha. Đại ca lao độ của mình ấy. Ồ, tính ra anh này giống như phép thuật kìa các bạn. Ây! Anh chào đón chúng ta luôn! Let's go! Lên tay anh chơi nè các bạn ơi! Ủa gì vậy? Nào ngăn cản vậy, đang tính được lên tay của anh Titan Demon chở đi, đưa em đi chơi xa trên con xe Honda mà giờ thằng nào vô ngăn cản dữ trời nghe trời. Thằng nào bước ra đây. Thì ra là tụi Skibidi lỏ này có gì đâu sợ. Một mình anh Titan Demon chấp hết tụi bay luôn. Bày đặt phun acid hả? Tụi này không có lại gì. Ê bro, một ông tiến sĩ khác ra nữa. Một con robot giả nữa. Gọi mày ra đây. Một mình tao đừng đi men chấp hết. Xử nó đi anh. Tụi mày không là cái gai gì trong mắt anh. Tụi bay sẽ phải chết. Wow, sức mạnh tâm linh. Oh my god. Trời ơi ghê. Anh chịu hồi mấy cái. Wow, anh dùng cái kỹ năng dịch chuyển của mình chịu hồi ra quy một đội quân máy bay trực thăng luôn nè các bạn. Đội quân speaker, camera và có cả máy chiếu luôn. Tất cả anh em tiến lên. Ui, đây mới là một đội trưởng thật sự. Ê, coi này hay nha các bạn nha. Ê, tính là coi này còn cuốn hơn phim của anh hai. Phim của anh hai coi chỉ thấy buồn à. Một máy bay bay lên trước, bắn tên lửa. Wow, bắn tên lửa một thằng nằm rồi. Ủa, nằm chưa? Ê, nó chưa có nằm, trời ơi. Thằng Skibidi này nã bơm ghê. Được cái chứ, anh em ơi, vô lẹ đi, đừng có thua. Trời ơi, hai camera trực thăng đã thua rồi các bạn ơi. Trời ơi, ok. Bên đây, một con Skibidi cầm dao. Ghê quá. Mấy anh này thì đang bắn laser. Và Titan Demon sẽ là người xử lý hết thằng tiến sĩ này. Tao cho mày chết. À, tiến sĩ này lì rút ra luôn các bạn ơi. Ui, nó bật súng âm kìa. À, và nó đã điên lên kèm với một tấm hình anime nữa. Ở dưới cái nhìn địch của anh có cái từ gì? Từ đai các bạn. Đai có nghĩa là lên đường rồi đó. Ok. Rồi, tên tiến sĩ ra đây bắn mắt laser. Nhưng mà dường như không có gì xảy ra các bạn à. Ui, khá là căng nhưng mà đã đỡ lại được rồi. Anh ấy lấy chính cái loa của tên tiến sĩ để đỡ lại luôn các bạn. Cái gì đây? Anh ấy lại kêu là hãy xóa cái này ngay đi. Lại đã có thêm một tấm hình anime nữa. Ê, cái thằng lõ này cho mày chết luôn. Ăn cái loa đi. Rồi, tên tiến sĩ cười. Ô, và anh máy chiếu chịu hỏi ra được cái khiên luôn các bạn. Bật đèn khải quyền siêu khủng khiếp. Lại đi tên tiến sĩ. À, thấy giữa các bạn. Một cái hình rất là mắc cười luôn. Nè, có lại nè. Bật đèn khải quyền đúng không? Xong rồi lại tính nắm đầu tiến sĩ. Nhưng mà quên mất tiến sĩ không có tóc. Ai thì cái chữ gì nè. Không có tóc sao nắm. Đó, anh nắm nhưng mà nắm hụt các bạn ơi. Tại vì đâu có tóc đâu mà nắm. Ok. Rồi, và bây giờ thì tiến sĩ sẽ lên được. Ê, hình như nó bỏ chạy rồi các bạn ơi. Thằng tiến sĩ nó bỏ chạy rồi. Còn lại, có thằng Jimmy đằng sau kìa. Còn lại mấy đứa Skibidi lỏ rồi à. Hài thì cái gì.
System Online. Ô, cái gì đây? Hình như là mình đang là góc nhìn của Titan Cameraman. Chào anh Speakerman nha, hello. Mình còn có một cái tay bên trái à các bạn ơi. Cái tay bên phải của mình thì nó rụng rồi. Anh Dafu bây giờ chuyển sang là nhân vật nữ anime các bạn. Quay về đây. Mà nhân vật nữ này nhìn cũng đẹp đẹp á nha. Hợp gu của anh Jay đấy. Ngồi được. Ê, bây giờ mình là một Titan mình xem phim nữa bạn. Wow. Góc nhìn nó thành. Ôi thằng tiến sĩ nó chạy kìa. Anh em. Đi. Trời ơi, chỉ đập lại Bình Dương không? Ủa cái thằng Chimen xuất hiện các bạn. Thằng Chimen giả máy cưa. Trời ơi mày dừng lại đừng có cưa tao coi. Tao mượn cái máy cưa nữa nha. Cưa thằng Chimen giả luôn các bạn. Nhưng mà nó là robot mà nó mạnh lắm, nó trâu lắm. Thằng Speakerman cho nó một dao. Mày lên đường là con. Khóc liền. Nhưng mà tụi này là tụi robot quá các bạn cho nên tụi nó lì lắm. Wow. Titan Chimen lụm luôn. Một mình tao chấp hết. Ê, công nhận tính ra là ông này ông cũng rất là khoái chiến đấu nha các bạn nha. Một mình ổng lụm hết sạch luôn các bạn. Đúng là idol của lòng rất là nhiều bạn nha. Và trong đó cũng có của mình luôn. Gì đây? Ồ, cho mượn nha. Giờ có hai cái tay rồi, có lại cái tay máy cưa rồi. Được luôn anh, nâng cấp cái nhẹ. Titan Speakerman gật đầu với mình. Bắt tay từ nghĩa nào. Ê mày, mày đưa tay phải bắt tay với tao. Mà tay phải tao là cái máy cưa, mày đưa vô là chết cho Titan TV-Man. Đổi tay. Titan TV-Man kêu là ôi xin lỗi nha, xin lỗi nha. Cái tay của bạn đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, mê đi đùa không vui, tôi đã căng. Bro, Titan TV-Man này hài thì cái chứ. Vừa ngầu vừa mạnh mà vừa hài. Chào anh Slender TV Man nha. Anh đi vô kia. Ở trong đó đó. Thôi anh không vô đâu, mày coi phim không? Coi phim gì nữa, giờ này mà còn có phim nữa. Ok, nhìn cho thử coi phim gì trong đây. Đang tính coi phim bữa nào ngăn cản dữ dần vậy. Đang chuẩn bị có đua Doraemon tập mới, bữa nào ngăn cản không coi được. Thì ra là con Skibidi Toilet UFO. Xử nó đi anh em. Màn hình màu trắng. Ui nó dịch chuyển các bạn ơi, nó dịch chuyển nó né đầu không kìa. Ê, thằng dưới bộ này có chừng anh Slender. Có chừng anh Slender ơi. Anh ấy bị đâm con. Đâm nguyên cây kiếm vô người luôn rồi. Rồi tới lượt mình. Ê, hình quá tình team em tới. Tụi bay sao. Bây giờ đại ca đã tới rồi đây. Giáo quýnh anh Slender TV Man. Giáo quýnh đội trưởng của anh Titan TV Man hả. Tụi bay hết cứu rồi con. Mày hết cứu rồi. Tụi bay mới làm gì thằng em tao. Dạ nha, đâu có gì đâu, tụi em mời nó uống miếng nước mà. Bây giờ đại ca tôi tới rồi đây, không sợ nữa. Wow, đại ca tập UFO. Yeah, UFO đúng không? Được, thôi anh lại sợ quá. Ra đây hai TV, xử tụi nó. Ồ, bay vô quốc luôn các bạn ơi. Được, ôi. Anh Đa Phu kìa. Hello Đa Phu. Nhưng mà anh không phải người làm phim này đúng không? Anh Đa Phu gặp bé không? Ồ, ông biến mất rồi. Ảo ma Canada thì cái chứ. Tại tình đang quẩy mấy tụi Skibidi UFO nè. Trời ơi, hỗn loạn quá đi. Trời ơi, con UFO nó bự vậy bây giờ chuyển nhanh chứ trời. Nó trên đầu kìa đây. Lấy kiếm đỡ lại và chém nó luôn. Ê, thấy có ánh sáng của Đa Phu bên đây nữa nha. Ui mấy cái TV nhỏ nhỏ nó cứ bay nó quýnh. Còn Titan thì cứ chém các bạn. Công nhận rối thiệt chứ. Và mình nghĩ là tập 70 thì cũng có khả năng giống như thế này nha các bạn nha. What? Anh ấy nói gì vậy? Trời anh ấy nói đúng nhiều lắm á. Nói nhiều dở lắm. Bật đèn khải quyền tụi nó trên hết luôn. Wow tụi nó dịch chuyển hả bạn. Ui, nó che màn hình lại không cho bật kìa. Cái thằng Z, cái thằng Skibidi UFO này. Giết nó. Rồi. Một cái màn hình kế bên. Lụm lại luôn. Ê, mày hả con.
Ê, tính ra là ta tình Tim Man hay lắm nha. Có những tiệc chiêu mạnh như là móng vuốt, như là đồ lông đa không xài đâu, lúc nào cũng lấy toilet ném các bạn. Đó là cái tiệc chiêu đỉnh nhất của tên tai tình Tim Man luôn á. Ném toilet, ném biết quen rồi. Rồi, gắn vô người. Bên đây còn em nữa, vô luôn đi em. Vô đây. Ngoan lắm. Ôi, vẫn còn sống hả? Bất lì vậy? Thằng dưới môi đúng lì luôn các bạn. À, nó kêu tới mấy thằng đệ đó kìa. Mấy thằng này ăn điện khải quyền, ăn tùm lum tùm la mà vẫn còn sống, còn nhây luôn. No, God, please, no. 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 Cái gì ai vậy? Ai ra vậy? Một thằng UFO còn bự hơn thằng hồi nãy nữa. Quay. Đúng là một cái kết không phải nào ngờ tới các bạn à. Ê, còn cười cười láo láo nữa nha. Vô luôn, sợ gì? Vô luôn các bạn. Vô luôn thì bấm nút like nha các bạn nha. Đồng ý không? Đồng ý mới nút like liền đi. Trận đấu này sẽ được bắt đầu liền luôn. Ừ, mày ra đây, mày ra đây. Mày ngầu, mày ra đây. Ừ, ghê. Ngầu đấy. Cười cười đúng không? 4-1 như vậy. 4-1 không sao, cưng luôn. Tên D-Man, xử nó anh. Ủa gì vậy? Anh đang nói chuyện với ai đây? Ê, hai người bạn tới giúp tôi một cái. Về đẹp, các bạn nhìn đến phía dưới nè. Hai anh tay tình này từ nãy giờ ngồi đi ăn bắp rang bơ để coi phim. Ngồi tay tình đi men thì đứng nó quýnh như điên luôn. Hai anh này đứng ăn bắp rang bơ, các bạn coi phim. Vô giúp đỡ ảnh một cái đi. Tay tình Speakerman lắc đầu. Thôi không vô đâu. Tay tình Cameraman cũng lắc đầu. Thôi tụi tôi không vô đâu. Hai cái thằng quỷ này. Thôi được rồi, để tôi lựa làm hết cho. Coi phim nữa. Chém hụt rồi. Thằng UFO nó nhanh lắm các bạn ơi. Uầy, có sao không anh? Coi chừng mấy màn hình nha. Mày hả con? Ăn đèn khảo nguyên màu đỏ đi. Wow, tụi này có vẻ khá láo các bạn à. Trời, mày ăn hai con luôn solo. Titan Caramel hỗ trợ các bạn ơi. Let's go. Titan Caramel hỗ trợ nhưng mà Titan Divan vẫn là người kết thúc. Đâm cái đồ lông đao vô luôn. Quá đã. Qua bên đây còn con nữa. Anh ơi còn anh ơi, xử nó luôn đi anh. À, con giúp ô cỡ lớn. Ý trời ơi. Hai anh giúp cái đi. Mở người giúp ơi trời. Hai anh này đang đứng nó quýnh một cái chân chỏng lên trời luôn rồi các bạn à. Bữa thì cái chứ. Nãy vô giúp từ đầu không chịu. Trời ơi. Thôi kệ không sao đâu, tình đi men xử hết cho yên tâm. Anh là Liman sống dậy cứu hai anh kia đi anh. Đúng rồi, đây mới là thứ mình muốn nè. Tách màn hình ra nữa. Cho nó ăn đèn màu đỏ, đèn màu cam và đèn màu tím đi anh ơi. Ui nó giữ lại kìa các bạn ơi. Ôi, có chuyện chết. Ê vô, đèn màu tím mới được bật lên rồi. Hai thằng bay bị ký sinh tự bắn nhau luôn. Quá đỉnh. Đèn màu cam bốc cháy. Sức mạnh của TV của mình. Ủa? Titan Cameraman còn có một tay mà cũng láo được cái chứ. Lại đấm vô một cái trả thù hả? Titan Speakerman sư tử hóng. Và Titan Cameraman đứng đằng sau đâm vô. Headshot. Quá hay. Wow, công nhận phim này coi hay được cái chứ các bạn. Tính ra nó có một cái kết khác nhưng mà cái kết này mình khá là thích nha các bạn nha, bởi vì không tai tình nào bị gì hết và chúng ta coi anh Titan Demon chiến đấu cực kỳ mãn nhãn, chỉ có hơi mắc cười khúc mà mấy ông tai tình đang ngồi ăn bắp rang bơ thôi các bạn à. Ok, và các bạn thấy phim này có hay không, nếu mà hay nhớ cho mình một nút like nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và đừng quên rằng nhớ để lại cho video thêm một nút đăng ký kênh để giúp cho kênh mình sẽ đạt được 3,5 triệu người đăng ký nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai, mình bye bye nha.